Việc bạn nhấp vào video này cho thấy bạn là người khác biệt, ai đó thực sự muốn thay đổi cuộc sống của mình và trở nên giàu có. Bạn đang trên con đường phát triển và điều đó thật đáng ngưỡng mộ. Hãy cùng khám phá 7 bí mật của các tỷ phú để có tiền dồi dào và đạt được sự dư giả tài chính và lối sống mơ ước. Trước hết, hãy nhìn vào thực tế. Chúng ta sống trong một thế giới nơi mà cơ hội và tiềm năng thành công là không giới hạn. Nhưng để khai thác được những cơ hội đó, bạn cần có một kế hoạch rõ ràng và thực hiện nó một cách kiên định. Trong video này, chúng tôi sẽ tiết lộ những bí mật mà các tỷ phú hàng đầu như Elon Musk đã sử dụng để đạt được sự thành công vang dội. Hãy chuẩn bị tâm lý để thay đổi cuộc sống của bạn ngay bây giờ. Bây giờ, hãy cùng bước vào bí mật đầu tiên, đó là làm việc trong im lặng. Hãy tưởng tượng bạn là một nghệ sĩ vẽ tranh. Bạn không muốn tiết lộ bức tranh của mình cho đến khi nó hoàn thiện. Tương tự, hãy giữ kín những kế hoạch và mục tiêu của bạn cho đến khi bạn đạt được thành công. Trong thời đại của mạng xã hội, chúng ta dễ dàng rơi vào cái bẫy chia sẻ mọi mục tiêu và kế hoạch cá nhân. Tuy nhiên, điều này có thể không mang lại lợi ích như mong đợi. Hãy để thành công của bạn tự lên tiếng thay vì phải công khai mọi thứ. Hãy dành toàn bộ năng lượng của mình để làm việc và theo đuổi mục tiêu mà không bị phân tâm. Khi bạn chia sẻ kế hoạch quá sớm, bạn có thể nhận được những lời khuyên không mong muốn, những chỉ trích và thậm chí là sự mất tập trung. Những ý kiến từ những người không có kinh nghiệm hoặc kết quả tương tự có thể làm bạn chán nản và mất phương hướng. Thay vì thế, hãy tập trung hoàn toàn vào công việc của mình để năng lượng của bạn được sử dụng hiệu quả nhất. Làm việc trong im lặng giúp bạn tập trung vào mục tiêu mà không bị áp lực từ sự phán xét của người khác. Điều này tạo điều kiện tốt hơn để bạn thử nghiệm, mắc lỗi và học hỏi từ những sai lầm đó. Bạn có thể phát triển và cải thiện kỹ năng mà không sợ bị đánh giá hay chỉ trích. Hãy nhớ rằng, những gì người khác không biết thì họ không thể phá hủy. Khi bạn đạt được mục tiêu của mình, thành công của bạn sẽ tự nói lên tất cả. Mọi người sẽ không thể không nhận ra nỗ lực và sự cống hiến của bạn. Điều này sẽ truyền cảm hứng cho người khác và bạn sẽ nhận được sự tôn trọng mà không cần phải hạ nhục hay chứng minh với bất kỳ ai. Bí mật số 2, hơi ích kỷ một chút. Hơi ích kỷ một chút với thời gian và nguồn lực của bạn, đặc biệt là ở giai đoạn bắt đầu. Dự án của bạn sẽ đòi hỏi rất nhiều sự cống hiến. Đặt ra giới hạn và ưu tiên nhu cầu của bạn. Hãy nhớ rằng, thời gian của bạn là tài sản quý giá nhất. Khi bắt đầu hành trình đến thành công tài chính, điều quan trọng là bạn cần phải hơi ích kỷ với thời gian và nguồn lực của mình. Dự án của bạn trong giai đoạn đầu sẽ đòi hỏi rất nhiều sự cống hiến. Vì vậy không thông minh nếu bạn lãng phí thời gian cho những việc khác hoặc dành thời gian quý báu của mình cho những người không chia sẻ cùng tầm nhìn với bạn. Điều này không có nghĩa là bạn phải trở nên tàn nhẫn hoặc phớt lờ nhu cầu của người khác. Đó là về việc hiểu giá trị của thời gian và năng lượng của bạn và sử dụng chúng một cách khôn ngoan. Hãy nhìn vào câu chuyện của Steve Jobs, người sáng lập Apple. Khi ông bắt đầu xây dựng Apple từ con số 0, Jobs đã phải hy sinh rất nhiều thời gian cá nhân và thậm chí là mối quan hệ cá nhân để tập trung vào công việc. Ông ấy hiểu rằng để đạt được thành công lớn, ông cần phải tập trung toàn bộ năng lượng và thời gian của mình vào công việc. Trong giai đoạn đầu của hành trình, thời gian và nguồn lực của bạn là những tài sản quý giá nhất. Một khi bạn lãng phí thời gian, không có cách nào để lấy lại nó. Vì vậy, bạn cần đầu tư thời gian và năng lượng của mình vào những hoạt động trực tiếp góp phần vào sự phát triển và thành công của bạn. Điều này có thể đồng nghĩa với việc nói không với các sự kiện xã hội, những yêu cầu không phù hợp với mục tiêu của bạn hoặc thậm chí dành ít thời gian hơn cho các hoạt động giải trí. Học cách nói không là một kỹ năng mạnh mẽ giúp bạn bảo vệ thời gian và năng lượng của mình, đảm bảo chúng được sử dụng hiệu quả. Điều này không phải về việc thô lỗ hay khinh thường, mà là về việc đặt ra giới hạn và ưu tiên nhu cầu của bạn. Khi bạn tiến bộ trong hành trình của mình và bắt đầu đạt được mục tiêu, bạn sẽ thấy rằng bạn có nhiều nguồn lực hơn để chia sẻ với người khác. Nhưng cho đến lúc đó, đừng ngại hơi ích kỷ. Rốt cuộc, bạn không thể phục vụ gì nếu cái cốc của bạn trống rỗng. Bí mật số 3, học và làm. Thông tin chỉ thực sự có sức mạnh khi được áp dụng. Đừng bị mắc kẹt trong giai đoạn lập kế hoạch. Hãy bắt đầu thực hành những gì bạn học được, mắc lỗi và trưởng thành từ đó. Chìa khóa là cân bằng giữa học và làm. Những người có thông tin sẽ nắm quyền kiểm soát tình hình, nhưng thông tin chỉ trở nên mạnh mẽ nếu nó thực sự có thể áp dụng. Thế giới đầy những người bị mắc kẹt trong giai đoạn lập kế hoạch vì họ tin rằng họ cần học mọi thứ trước khi hành động, và điều này có thể trở thành một cái bẫy lớn. Điều quan trọng nhất là bạn học và sau đó áp dụng những gì bạn đã học.
vì không có ý nghĩa gì nếu bạn có rất nhiều thông tin nhưng không biết phải làm gì với chúng, đúng không? Bạn sẽ nhận thấy rằng bạn sẽ học nhiều hơn khi thực sự bắt đầu thực hành những gì bạn đã học, và bạn sẽ học thậm chí nhiều hơn khi bạn nhận ra rằng bạn có thể dạy người khác những gì bạn đã học. Điều này cho thấy rằng sự tiến bộ của bạn là rất lớn. Chìa khóa là tìm ra sự cân bằng giữa học và làm. Đúng là quan trọng để giáo dục bản thân, hiểu những điều cơ bản và lập kế hoạch các bước của bạn. Nhưng đừng để giai đoạn học tập trở thành một hình thức trì hoãn. Tại một thời điểm nào đó, bạn cần phải nhảy vọt và bắt đầu làm. Hãy nhớ rằng, không có vấn đề gì khi bắt đầu trước khi bạn cảm thấy sẵn sàng. Thực tế, đây là cách mà hầu hết những người thành công làm điều đó. Họ học những điều cơ bản, bắt đầu, mắc lỗi, học từ những sai lầm đó và tiếp tục quá trình học hỏi và lặp lại. Điều này dẫn đến sự phát triển và thành công. Hãy lấy ví dụ từ cuộc đời của Thomas Edison, nhà phát minh vĩ đại. Ông đã thất bại hàng nghìn lần trước khi phát minh ra bóng đèn. Edison đã học từ những thất bại của mình, áp dụng những gì đã học và cuối cùng đã thành công. Đây là minh chứng rõ ràng cho việc học và làm. Vì vậy, việc chờ đợi cho đến khi bạn biết mọi thứ mới bắt đầu. Hãy học những gì bạn cần để bắt đầu hành động, và trong quá trình đó, bạn sẽ tiếp tục hoàn thiện kỹ năng của mình. Đây là con đường dẫn đến cuộc sống thịnh vượng mà bạn xứng đáng có. Bí mật số 4. Hãy xứng đáng với những gì bạn muốn. Để đạt được những gì bạn muốn, bạn phải xứng đáng với những gì bạn muốn. Phát triển các kỹ năng, kiến thức và tư duy cần thiết để đạt được mục tiêu của bạn. Cung cấp giá trị cho người khác, giải quyết vấn đề và tạo ra ảnh hưởng tích cực. Thành công là về việc tạo ra giá trị, không chỉ là mong ước. Có một sự thật mạnh mẽ trong thế giới của thành công và đạt được những gì bạn muốn. Thế giới không phải là một nhà máy đáp ứng mong ước và chắc chắn không thưởng cho những ai không làm việc. Vì vậy, khi bạn thực sự muốn điều gì đó trong cuộc sống, hãy cảm thấy xứng đáng, hãy cảm thấy mình đáng được hưởng điều đó. Điều này có vẻ khó khăn nhưng đó là một khái niệm giải phóng và sẽ đưa bạn đến gần hơn với mục tiêu của mình. Điều này có nghĩa là thành công của bạn liên quan trực tiếp đến giá trị mà bạn tạo ra. Không phải là về may mắn hay quyền lợi, mà là về việc trở thành người xứng đáng để đạt được mục tiêu của họ. Hãy nghĩ đến Elon Musk, người đã trải qua nhiều thất bại trước khi đạt được thành công với Tesla và SpaceX. Musk đã không ngừng học hỏi, phát triển kỹ năng và tạo ra giá trị to lớn cho xã hội. Ông ấy đã xứng đáng với những gì ông đạt được. Vậy làm thế nào để bạn trở thành người xứng đáng? Tất cả bắt đầu từ sự rõ ràng. Bạn cần biết chính xác những gì bạn muốn và tại sao bạn muốn nó. Sau đó, bạn cần phát triển các kỹ năng, kiến thức và tư duy cần thiết để đạt được mục tiêu của mình. Nhưng không chỉ về phát triển cá nhân, mà còn về sự đóng góp. Đó là về những gì bạn sẵn sàng cho đi để đổi lấy sự thành công của mình. Càng tạo ra nhiều giá trị cho người khác, bạn càng xứng đáng với sự thành công. Điều này có thể có nghĩa là giải quyết những vấn đề khó khăn, tạo ra các giải pháp sáng tạo hoặc tạo ra ảnh hưởng tích cực lên thế giới. Thế giới có thể không đủ điên rồ để thưởng cho một nhóm người không xứng đáng, nhưng nó đủ công bằng để thưởng cho những người tạo ra giá trị và tạo sự khác biệt. Vì vậy, đừng chỉ nhắm đến những gì bạn muốn, hãy trở thành người xứng đáng với những gì bạn muốn. Bí mật số 5, tập trung vào một điều. Đôi khi, cách tốt nhất để khai thác sự tập trung là biến mất trong một thời gian và dành toàn bộ thời gian cho một mục tiêu duy nhất. Dù đó là bắt đầu một doanh nghiệp, viết một cuốn sách hay nắm vững một kỹ năng mới, hãy dành toàn bộ sự chú ý của bạn và hòa mình vào công việc. Trong một thế giới tôn vinh sự đa nhiệm, bí mật này có thể dường như mâu thuẫn. Nhưng sự thật là tập trung là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất để đạt được thành công. Đôi khi cách tốt nhất để khai thác sự tập trung đó là biến mất trong một thời gian và dành toàn bộ thời gian cho một mục tiêu duy nhất. Điều này không có nghĩa là bạn phải biến mất thực sự hay bỏ bê trách nhiệm của mình. Không, không phải như vậy. Thay vào đó, đó là về việc tạo ra không gian tâm lý nơi bạn có thể tập trung vào một mục tiêu chính mà không bị phân tâm trong khoảng 6 tháng. Hãy biến mục tiêu này thành ưu tiên của bạn, dù đó là bắt đầu một doanh nghiệp, viết một cuốn sách hay nắm vững một kỹ năng mới mà bạn biết sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong tiến trình tài chính của bạn. Hãy dành toàn bộ sự chú ý của bạn cho nó, nói không với những cam kết không liên quan và đắm chìm trong công việc trước mắt. Trong giai đoạn này, bạn sẽ trải qua sự phát triển và tiến bộ đáng kể. Bạn sẽ gặp phải những thử thách, tất nhiên, nhưng bạn cũng sẽ có sự tập trung và cống hiến để vượt qua chúng. Và cuối 6 tháng, bạn sẽ không chỉ đạt được những bước tiến quan trọng đối với mục tiêu của mình mà còn phát triển sự hiểu biết sâu sắc về sức mạnh của công việc tập trung.
Hãy nhớ rằng, thành công không phải là về việc làm tất cả mọi thứ cùng một lúc. Đó là về việc làm những điều đúng đắn vào đúng thời điểm với tất cả năng lượng và sự chú ý của bạn. Vì vậy, ngại biến mất trong một thời gian và tập trung vào một mục tiêu duy nhất. Hãy làm điều này và chắc chắn kết quả sẽ làm bạn ngạc nhiên. Bí mật số 6, làm giàu trước. Ưu tiên làm giàu, tập trung vào giáo dục tài chính, tiết kiệm đều đặn, đầu tư khôn ngoan và luôn tìm cách tăng thu nhập của bạn. Đa dạng hóa các nguồn thu nhập để đảm bảo sự ổn định tài chính và tăng trưởng. Trong việc xây dựng sự giàu có, ưu tiên là rất quan trọng và đôi khi điều tốt nhất bạn có thể làm cho tương lai của mình là tập trung trước vào việc làm giàu. Và sự giàu có bắt đầu từ trong tư duy. Tập trung vào việc có một tư duy triệu phú và do đó trở nên giàu có cần một ít thời gian, vì vậy nó cần rất nhiều sự tập trung và năng lượng. Điều này cũng không có nghĩa là bạn nên bỏ qua tất cả các khía cạnh khác của cuộc sống. Nó chỉ có nghĩa là trong danh sách ưu tiên của bạn, sự ổn định tài chính nên được đặt lên hàng đầu. Bởi vì khi bạn an toàn về tài chính, bạn có sự tự do và linh hoạt để khám phá và theo đuổi các khía cạnh khác của cuộc sống mà không phải lo lắng về sự tồn tại tài chính. Vậy làm thế nào để bạn làm giàu trước? Hãy bắt đầu bằng một cam kết với giáo dục tài chính của bạn. Hãy tìm hiểu cách thức hoạt động của tiền bạc. Chúng tôi đã có nhiều video trên kênh nói về chủ đề này. Vì vậy, hãy nhấp vào nút đăng ký ngay bây giờ để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tôi nữa. Ngoài việc tìm hiểu cách thức hoạt động của tiền bạc, cũng rất quan trọng để học cách quản lý nó và làm cho nó làm việc cho bạn mỗi tháng mà không cần nhiều nỗ lực. Dưới đây là một số điều đơn giản mà mọi người muốn làm giàu cần phải làm: tiết kiệm đều đặn, đầu tư khôn ngoan và luôn tìm cách tăng thu nhập của bạn. Hãy có ít nhất 3 nguồn thu nhập. Chỉ có một nguồn thu nhập không phải là điều tốt chút nào. Những người rất giàu có trung bình từ 5 đến 8 nguồn thu nhập song song. Hãy nhìn vào cuộc sống của Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất mọi thời đại. Buffett không chỉ tập trung vào một nguồn thu nhập duy nhất mà ông đã đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau, từ cổ phiếu, bất động sản đến các doanh nghiệp khác. Ông ấy hiểu rằng đa dạng hóa nguồn thu nhập là cách tốt nhất để bảo vệ tài sản và tăng trưởng tài chính. Sau khi đạt được một mức độ an toàn tài chính, bạn sẽ thấy rằng các khía cạnh khác của cuộc sống trở nên dễ quản lý hơn. Bạn sẽ có nguồn lực để theo đuổi đam mê của mình, sự tự do để chấp nhận rủi ro và sự yên tâm để tận hưởng những khoảnh khắc của cuộc sống. Hãy nhớ rằng, làm giàu không phải là về lòng tham hay chủ nghĩa vật chất. Đó là về việc tạo ra một nền tảng ổn định, từ đó bạn có thể xây dựng một cuộc sống đầy đủ và ý nghĩa. Vì vậy, hãy tập trung trước vào việc làm giàu và sau đó hãy giải quyết mọi thứ khác. Bí mật số 7, thực hành lòng biết ơn. Thực hành lòng biết ơn. Hãy tập trung vào những gì bạn có trong khi làm việc để đạt được những gì bạn muốn. Lòng biết ơn chuyển đổi tư duy của bạn từ sự khan hiếm sang sự dư giả và thu hút nhiều thành công hơn vào cuộc sống của bạn. Trong hành trình tìm kiếm thành công, rất dễ để tập trung vào những gì bạn chưa có. Nhưng một trong những bí mật mạnh mẽ nhất để trở nên giàu có là thực hành lòng biết ơn đối với những gì bạn đã có. Lòng biết ơn chuyển đổi sự chú ý của chúng ta từ sự thiếu thốn sang sự dư giả và nhắc nhở chúng ta về những thành tựu, phước lành và tiến bộ của mình. Tư duy tích cực này thu hút nhiều thành công và dư giả hơn vào cuộc sống của chúng ta. Vậy làm thế nào để bạn thực hành lòng biết ơn? Nó có thể đơn giản như dành vài phút mỗi ngày để suy ngẫm về những gì bạn biết ơn. Viết một cuốn nhật ký lòng biết ơn, chia sẻ nó với một người bạn hoặc thành viên gia đình, hoặc đơn giản là nói ra thành tiếng với chính mình. Hãy làm điều này mỗi ngày, nhưng đừng chỉ tập trung vào tài sản vật chất. Hãy biết ơn vì những kỹ năng, kinh nghiệm, mối quan hệ và thậm chí là những thách thức của bạn. Mỗi điều này đóng góp vào sự phát triển và thành công của bạn. Hãy nghĩ đến Oprah Winfrey, một trong những người phụ nữ giàu có và ảnh hưởng nhất thế giới. Oprah luôn thực hành lòng biết ơn và chia sẻ rằng đó là bí mật giúp cô vượt qua những khó khăn và đạt được thành công. Cô ấy tin rằng lòng biết ơn là một trong những yếu tố quan trọng nhất để thu hút sự giàu có và hạnh phúc. Lòng biết ơn không chỉ là một hoạt động giúp cảm thấy tốt hơn, mà là một công cụ mạnh mẽ để thu hút sự giàu có và thành công. Hãy tạo thói quen biết ơn những gì bạn có trong khi làm việc để đạt được những gì bạn muốn. Hãy nhớ rằng, những bí mật mạnh mẽ này sẽ tăng tốc hành trình của bạn đến sự giàu có. Hãy đón nhận chúng và để chúng hướng dẫn bạn đến cuộc sống dư giả mà bạn xứng đáng có. Bình luận "Tôi sẽ giàu có" để khẳng định cam kết của bạn. Đăng ký, thích và chia sẻ để tham gia cộng đồng những người thành công của chúng tôi. Hãy tiếp tục mơ ước, tiếp tục phát triển và quan trọng nhất là hãy tận hưởng hành trình.
Hãy nhấp vào video trên màn hình của bạn ngay bây giờ để có thêm những lời khuyên tuyệt vời sẽ đưa bạn đến gần hơn với sự giàu có của mình. Đây là Cuộc Sống Ngọt Ngào, nơi chúng tôi chia sẻ những bí mật và kinh nghiệm để bạn có thể đạt được cuộc sống mà bạn hằng mong muốn. Chúng tôi chúc bạn mọi thành công trên thế giới. Hãy nhớ rằng, hành trình làm giàu không phải là một con đường thẳng tắp, mà là một cuộc phiêu lưu với nhiều thử thách và cơ hội. Mỗi bước đi, mỗi quyết định của bạn đều đóng góp vào sự phát triển và thành công của bạn. Bạn không cô đơn trên hành trình này. Cộng đồng của chúng tôi, Cuộc Sống Ngọt Ngào, luôn ở đây để hỗ trợ và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu. Hãy tận dụng những tài nguyên, kiến thức và động lực mà chúng tôi cung cấp để bạn có thể tiến xa hơn trên con đường đến sự giàu có và hạnh phúc. Cuộc sống là một món quà quý giá, và bạn xứng đáng có được một cuộc sống đầy đủ và ý nghĩa. Hãy tin tưởng vào khả năng của bản thân, không ngừng học hỏi và kiên định với mục tiêu của mình. Thành công không chỉ đo bằng tiền bạc, mà còn bằng sự phát triển cá nhân, những mối quan hệ tốt đẹp và những trải nghiệm đáng nhớ. Chúng tôi muốn bạn biết rằng, bạn có sức mạnh để thay đổi cuộc sống của mình và đạt được mọi điều bạn mơ ước. Đừng bao giờ từ bỏ, vì mỗi ngày là một cơ hội mới để tiến gần hơn đến mục tiêu của mình. Hãy nhớ rằng, những người thành công nhất trên thế giới này đều bắt đầu từ những bước đi nhỏ bé và kiên trì vượt qua mọi khó khăn. Hãy tiếp tục mơ ước, tiếp tục phát triển và tận hưởng mỗi khoảnh khắc trên hành trình của bạn. Và quan trọng nhất, hãy chia sẻ những gì bạn học được với người khác, vì khi bạn giúp đỡ người khác thành công, bạn cũng đang tạo ra sự thành công cho chính mình. Cảm ơn bạn đã dành thời gian xem video này. Hãy nhấp vào nút đăng ký và theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung giá trị nào. Hãy cùng nhau xây dựng một cuộc sống ngọt ngào và thành công. Chúng tôi tin tưởng vào bạn và chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất trên con đường phía trước.